Đoàn Thiên Ân, tôi không chậm chạp như chủ tịch Midranger. Bản thân con rất là hạnh phúc, bởi vì sau Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, đặc biệt là bài Speak tập 10 của mình đã được truyền cảm hứng tới tất cả mọi người. Và việc xin lỗi hay không thì nó không quan trọng bằng việc Ân được bảo vệ từ những người Việt Nam, từ 99 triệu người dân Việt Nam, nó quan trọng đối với Ân như thế nào. Và Ân nghĩ rằng đó cũng là cái sự lấp đầy khoảng trống mà nó vượt qua mong đợi của Ân. Và Ân cũng không có nghĩ rằng là mình nên tôn trọng cá nhân mình cũng như là tất cả mọi người yêu thương Ân, hãy tôn trọng quyết định của ban giám khảo và chấp nhận nó. Bởi vì thất bại đôi khi chúng ta không nằm ở việc là chúng ta không chiến thắng ở một cuộc thi, nhưng mà chúng ta đã chiến thắng ở trong lòng người hâm mộ. Và Ân nghĩ rằng là thay vì Ân nhận lời xin lỗi thì Ân xin đón nhận tình cảm của mọi người, thì cái điều đó sẽ ý nghĩa hơn đối với mình. Ân là một người sống rất là cảm xúc. Ân thiếu tình thương của mẹ sau khi mẹ mất, cho nên là khi Ân nhận được tình cảm của tất cả mọi người, đó là điều mà Ân rất là quý. Không phải là mình khóc bởi vì mình thua cuộc. Bản thân Ân chưa bao giờ khóc bởi vì mình thua cuộc, bởi vì Ân biết rõ rằng trong hành trình Miss Grand International mình chỉ có 2 ngày để đi thi. Và bản thân của Ân cũng đã cố gắng hết sức để làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình, thì Ân sẽ không hối hận về việc đó. Nhưng những giọt nước mắt của Ân khóc là bởi vì Ân cảm thấy hạnh phúc, bởi vì được mọi người yêu thương, được mọi người quan tâm, được mọi người lên tiếng ủng hộ. Đó là điều mà Ân cảm thấy hạnh phúc nhất. Và khi mà Ân khóc ở sau hậu trường là bởi vì Ân cảm giác rằng là Ân sợ là mọi người sẽ buồn, cho nên là Ân khóc. Nhưng mà đến giọt nước mắt ngày hôm nay thì Ân cảm thấy rằng là mọi người không buồn vì Ân out top, nhưng mà Ân khóc bởi vì mọi người đã yêu thương Ân quá nhiều và nó vượt qua khỏi cái sự mong đợi của Ân.